Quốc lộ Nam sông Hậu đoạn qua huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng xuống cấp, hư hỏng nặng mấy năm nay. Mặc dù tốc độ cho phép là 80 km/h, nhưng đa số tài xế chỉ dám chạy 40 km/h vì đường hẹp lại quá nhiều ổ gà. Người dân sống hai bên đường cho biết, đoạn đường này thường xảy ra tai nạn do tài xế né ổ gà rồi va quẹt nhau. Có lần, một xe tải bị mất lái suýt lao vào nhà dân do bị sụp hố. Ngoài ra, theo phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận, dù ban ngày hay ban đêm, tuyến đường này đều có rất nhiều phương tiện lưu thông, nhưng phần lớn tuyến đường lại không được đầu tư đèn đường, nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.